Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị kết hợp với Ban tổ chức Thành quỹ thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp cập nhật kiến thức mới khóa 2 năm 2019. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Trường Trung cấp Nghệ thành phố tổ chức buổi tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề. Phóng sự, hương vị riêng biệt của mắm Châu Đốc sau phần tin có bài Dương lên thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách và bài Bảo đảm an toàn điện mùa mưa. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đến tham dự có ông lâm quang thi bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc ông phan hồng dân chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố châu đốc chủ trì cuộc họp Tại cuộc họp, các ngành chức năng đã giải trình những lĩnh vực được đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri và dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề được đặt ra tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, như việc hiệu quả của việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, việc thành lập mới hợp tác xã và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiến độ thực hiện kế hoạch nạo vét kênh mương phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp, kết quả duy trì nâng chất các tiêu chí nông thôn mới ở hai xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế, kết quả thực hiện đề án văn minh thương mại trên địa bàn thành phố trong 8 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, các ngành cũng đã giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến thu chi tài chính, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, kế hoạch nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện chỉ tiêu lao động qua đào tạo có việc làm, bảo hiểm y tế, thu nhập trong tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, các ngành cũng đưa ra ý kiến, kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn dướng mắt trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Quỹ ban nhân dân thành phố trong thời gian tới. Tại cuộc họp lần này hưởng ứng thực hiện công văn số 827 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc đã không sử dụng chai nhựa dùng một lần trong cuộc họp mà sử dụng ly thủy tinh đựng nước. Trong thời gian tới, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương nói không với chai nhựa để tiến tới toàn thành phố sẽ nói không với chai nhựa trong các cuộc họp ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc kết hợp Ban tổ chức thành quỹ Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp cập nhật kiến thức mới khóa 2 năm 2019 cho 92 học viên là cán bộ đảng viên cơ sở thuộc 10 đảng quỹ và 6 chi bộ cơ sở. Trong hai ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cầm quyền trong sạch vững mạnh, nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân, nhân dân. Một số vấn đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, một số chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Thông qua lớp học nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc kết hợp trường trung cấp nghề Châu Đốc tổ chức tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm năm 2019 cho đoàn viên thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi lao động trên địa bàn phường Châu Phú B. Buổi tuyên truyền đã triển khai những thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các chính sách của nhà nước liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động mức hỗ trợ học nghề được quy định tư vấn các khóa học đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động như việc may công nghiệp điện dân dụng xây dựng dân dụng lái xe ô tô qua đó nâng cao nhận thức cho người lao động về việc tìm kiếm việc làm học nghề định hướng nghề nghiệp để người lao động dễ tìm kiếm việc làm phù hợp có thu nhập ổn định Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị quý 3 năm 2019. Tại buổi sinh hoạt, các sĩ quan quân nhân dự bị được nghe một số nội dung thông tin thời sự, thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 198 đối tượng là sĩ quan và hạ sĩ quan với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Qua đó nhằm nắm chắc số lượng chất lượng của của quân nhân dự bị, được bổ nhiệm giữ chức vụ các đơn vị dự bị động viên, quán triệt tình hình và thông tin thời sự, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và những thông tin có liên quan cho lực lượng quân nhân dự bị. Bên cạnh đó, kịp thời bổ sung quân số cho các đơn vị dự bị động viên, đảm bảo đúng đủ biên chế theo quy định. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Núi Sam thông tin tình hình dịch bệnh xảy ra trên lúa thu đông năm 2019. Dù lúa thu đông năm 2019, nông dân phường Núi Sam xuống giống gần 810 ha với các giống lúa là OM5451, IR50404. Đến nay lúa phát triển tốt đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Những ngày qua sáng nắng chiều mưa và tối mưa nhiều làm cho một số diện tích lúa bị nhiễm bệnh như vàng cao, đau ôm lá cấp độ 1, chảy bì lá mức độ nhiễm từ nhẹ đến trung bình. Để kịp thời phòng trừ sâu bệnh trên đồng lúa, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố khuyến cáo bà con nông dân chủ động thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm bệnh để phun thuốc đặc trị kịp thời ngăn ngừa bệnh lây lan. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức buổi tuyên truyền bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa năm 2019 cho hội viên hội phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Châu. Buổi tuyên truyền đã cung cấp những thông tin về tác động tiêu cực của rác thải nhựa, tác hại của túi ni lông ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe con người, vận động chị em phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống và sinh hoạt. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Châu Đốc phối hợp với Ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình phường Núi Sam tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho thanh niên trên địa bàn phường Núi Sam. Tại buổi truyền thông, cán bộ trung tâm dân số kế hoạch quả gia đình thành phố đã thông tin những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, vấn đề về tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung cần quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Thông qua buổi truyền thông giúp cho đoàn viên thanh niên lựa chọn cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức lớp nấu ăn cùng Ajinomoto cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Châu. Tham gia lớp học, các chị em phụ nữ được hướng dẫn cách sử dụng các loại bột niêm, gia vị đúng cách, phân biệt các loại bột niêm thật và giả, hướng dẫn chị em thực hành nấu, chế biến hai món ăn chính gồm mì xào hải sản và cuốn díp tôm thịt thông qua lớp học nhằm trang bị cho chị em hội viên phụ nữ những kiến thức, kỹ năng nấu ăn, giúp các chị em tự tin nấu những món ăn ngon, lạ miệng nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, Châu Đốc Thành phố trẻ hay thành phố du lịch dùng gian biên từ lâu được mọi người biết đến, đặc biệt bởi sự pha trộn văn hóa diệt chăm hoa Khmer. Điều này được phản ánh không chỉ trong kiến trúc văn hóa mà còn thể hiện rõ nét trong ẩm thực. Châu Đốc nằm bên bờ sông Hậu có rất nhiều sản vật nhưng dường như người ta chỉ nhớ và nhắc nhiều đến mắm. Cá làm mắm ở Châu Đốc thì có quanh năm nhưng nhiều và ngon nhất là vào mùa lũ. Đó là mùa đánh bắt cá sôi động nhất cũng là mùa làm mắm của người dân nơi đây. Tiếp theo chương trình Thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Hương vị riêng biệt của mắm Châu Đốc. Khi đến chợ Châu Đốc, bất cứ du khách nào cũng muốn mua một vài ký mắm về làm quà hay biếu cho người thân bạn bè. Hình ảnh những sạp cá khô xếp dài hay những núi mắm hấp dẫn thế này được xem là đặc sản độc đáo của thành phố Châu Đốc. Bởi lẽ, mắm Châu Đốc có bán khắp nơi nhưng tập trung nhiều nhất là ở chợ Châu Đốc. Cũng là món mắm của người Nam Bộ nhưng mắm Châu Đốc lại mang một phong vị rất riêng, rất đặc biệt. Nó đặc biệt không chỉ ở cách làm mà còn khác biệt ở một nền văn hóa. Chỉ cần bước chân vào khu chợ, bạn sẽ nhận được sự mời chào đầy niềm nở, đậm chất miền Tây của các chủ sạp tại thủ phủ mắm. Khu bán mắm cũng ra đời từ lúc thành lập chợ Châu Đốc và được bố trí một không gian vô cùng lớn. Khu mắm nằm bên vách trái của chợ. Dù không có bản hướng dẫn nhưng du khách vẫn tìm được ngay bởi sự nổi bật rất riêng của khu bán mắm. Đặc sản mắm Châu Đốc đã có từ hơn 150 năm nay nổi tiếng trong và ngoài nước với hàng trăm loại mắm. Do ở vùng đầu nguồn nên nơi đây có nguồn nguyên liệu cá nước ngọt dồi dào phong phú và đa dạng, nhất là mùa lũ hàng năm càng tạo thuận lợi để nghề mắm phát triển. Chính nhờ lượng cá dồi dào, người dân địa phương đã khéo nghĩ ra cách phơi cá khô để dự trữ ăn dần. Dân già họ nghĩ ra cách làm mắm. Cũng từ đó, lưu truyền khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ và nghiễm nhiên châu đốc được mệnh danh là dương quốc của mắm bởi đây không phải là nơi đầu tiên làm mắm mà còn vì số lượng và chất lượng mắm sản xuất ra từ đây. Hình thù mắm cũng vô cùng đa dạng, vì tùy từng loại cá, cách thức chế biến mà người ta có thể xẻ nhỏ để nguyên con, lóc lấy phi lê hoặc để cả xương. Cô Lâm Thị Út sập mắm 4 số 9 cô Út cho biết. Là nói chung là mỗi cái hương vị mắm ngon khác nhau mắm nào cũng ngon chứ không phải là riêng biệt gì mắm à, mình ví dụ mắm thái là mình ăn sống nè cá lóc là mình chân cá linh cá sạc thì để nấu lẩu mắm cái này là để nấu lẩu mắm là cá linh là mùa nước nó mới có còn mấy cái loại mắm này thì nó có thường xuyên như cái chèn cũng vậy cá chèn là ngon nhất trong các loại mắm là cá chèn ngon nhất cá chèn này là ăn sống không có xương nó chỉ có nguồn nước thôi chứ nó không có quanh năm suốt tháng ngược dòng thời gian ngày xưa cứ vào mùa mắm cả làng nhà nào nhà nấy tấp nập người lớn trẻ nhỏ cùng xúm lại đàn ông thì đánh bắt vận chuyển cá Phụ nữ, người già, trẻ em thi nhau rửa cá, làm cá và phơi cá. Họ làm đủ các loại mắm khác nhau. Theo những người lâu năm trong nghề, quy trình làm mắm thường qua 4 đến 5 giai đoạn. Nếu làm mắm cá linh, chỉ cần 4 giai đoạn gồm làm cá, chăm nước muối, vào thính rồi tới giai đoạn chế biến mắm. Còn nếu mắm cá lóc, phải qua 5 giai đoạn làm cá, muối cá, chăm nước muối, thính và chăm đường. Để làm mắm cá lóc phải chọn cá ngon. Cá sau khi làm sạch, đánh dãy, cạo sạch nhất bỏ hết mang, ruột cá rồi lặn sạch hết xương, dày trước khi cho cá vào hũ ướp. Thường 1 kg cá sẽ ướp 5 kg muối. Nếu dùng muối hột, cá ướp sẽ ngon hơn muối bột. Cá sau khi cho vào hũ ướp muối sẽ được gài kín lại. Khoảng một tháng sau nước muối sẽ chảy ra ngập cá. Lúc này người ta sẽ lấy cá ra, để rau nước rồi rắc thính vào. Thính được rắc khắp đều mình cá, bụng cá, Cuối cùng cho cá vào hũ như cũ và để dậy chừng 40 đến 45 ngày sau thì bắt đầu tiến hành chăm đường. Chăm đường có nghĩa là quà đường với nước rồi nấu cho hơi kẹo lại. Cá được gỡ ra cho ráo nước xong được xếp lại vào trong hũ. Lúc này cứ một lớp cá lại rưới một lớp nước đường. Lần được như vậy cho tới lớp trên cùng sẽ là lớp nước đường. Sau khoảng gần 2 tháng thì cá chín và có thể bắt đầu thưởng thức được. Nhiều người còn nói rằng với cách làm mắm như vậy, cá càng để lâu thì khi ăn sẽ càng ngon càng đậm đà. Còn để làm cá sặc thì chỉ cần làm cá sạch, cạo nhớt chứ không cần lạng xương vì cá sặc nhỏ con. Cá sau khi làm mắm có thể ăn được cả phần xương cá. Tiếp theo cũng tiến hành ướp muối, dầu thính và chăm đường. Tương tự mắm cá lóc và cá sặc nhưng cá linh thì không cần ướp muối mà sau khi làm cá, sóc muối, xả lại dưới nước là dầu thính luôn rồi đợi khoảng 30 ngày thì có thể vào đường được. Ngoài ra còn có món mắm thái hay có tên gọi khác là mắm ruột. Tùy chỗ mà cách làm khác nhau, có nơi cá làm mắm thái thường là cá lóc hoặc cá bông ngâm với muối rồi dùng gạo lứt rang cho thật vàng, xay nhuyễn làm thính. Thắng đường thốt nốt cho có chỉ, chào vô mắm. Sau khi thấm, mắm vừa ăn, dứt cá đem ra chặt đầu, lóc xương, lột da, lấy thịt cá thái nhỏ cỡ chiếc đũa, rồi ướp đường, bột ngọt, nước mắm biển xăm sắp trộn đu đủ mỏ dịch sắc nhuyễn từng sợi dắt bỏ mũ phơi một ngày cho đu đủ dẻo xong cho mắm vào khạp rải thính đều hết ép vô đầy thật khích khao đừng cho hơi gió lọt vô mắm thái nhận vô khạp vô hũ độ một tuần lễ là ăn được để có một mẻ mắm ngon và đạt chất lượng, người thợ làm mắm phải biết cân bằng lượng cá và lượng muối sao cho phù hợp. Thông thường thì áp dụng theo công thức 5 kg cá cần dùng 1 ký muối, 250g thính, 350g đường. Đường ở đây phải là đường thẻ, loại đường cục để khi nấu mới nhanh kẹo lại. Mà khi mắm chín ăn cũng sẽ ngon hơn thay vì làm bằng các loại đường khác. Thế nhưng làm mắm cũng đơn giản lắm, bất cứ loại cá nào cũng có thể làm mắm được. Tuy nhiên, để có được loại mắm thơm ngon, đặc biệt thông thường thì chỉ có cá lóc, cá tràng, cá sặc, cá chốt và cá linh là làm mắm ngon và đạt tiêu chuẩn nhất mà thôi. Mắm cho đốc rất là ngon, mỗi lần mà xuống đây thì tụi tôi cũng hay mua về ăn hay là để dành đó, mình để ăn lâu dài rất là ngon. Nhất là mắm đồng mình về mình chưng hay là mắm thái này kia. Nên lần nào xuống thì cũng ghé ghé ngang hàng mắm thằng mua mắm. Ở đây thì nổi tiếng về mắm rồi. Thành ra là mình vô đây thì mình mua thì mình rất là tin tưởng để mà mình mua những cái loại mắm ngon. Thì Nói chung thì khi mà mình đến đây thì có rất là nhiều loại mắm cho mình chọn lựa, cả khô nữa. Không, mình nghĩ bao nhiêu năm rồi chứ về vẫn đi cho đốc mua mắm, năm nào cũng vậy. Về, về là ghé vô đây mua, rồi đem về bên bệnh để dành ăn. Tại vì cái mùi vị của nó mình đi về bên đây mua nó mới ngon, chứ mình đó không có ngon. Quả thật, nếu mắm được làm từ các loại cá này đều có nhị mặn mà, đậm đà đặc trưng bởi không chỉ thơm ngon, thớ thịt dai, không bở, khác hẳn với các loại mắm thông thường khác mà còn dễ chế biến dễ làm. Về phần tên gọi cũng khá phong phú. Mỗi loại mắm đều được đặt theo đúng tên của loại cá đó để dễ phân biệt. Mắm cá Châu đốc có vị ngọt, thơm ngon hơn hẳn so với các loại mắm khác. Ngon không chỉ do cách làm mà phần nào còn do con cá nơi đây được sinh sống trong vùng đất, được hưởng nhiều ưu đãi của thiên nhiên, đất trời. vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc phát trên tần số fm 92 mhz Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách đã thực sự phát huy hiệu quả trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc đã chủ động xây dựng, đề ra các giải pháp chiến lược phù hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, dương lên thoát nghèo. Chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Dương lên thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc tương đối ổn định, các công trình hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng, chú trọng giải quyết kịp thời công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng được quan tâm thực hiện. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được duy trì hoạt động thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc triển khai các văn bản, chủ trương mới tại thành phố Châu Đốc được Ủy ban nhân dân thành phố, các hội đoàn thể, ban quản lý các phường xã tổ chức thực hiện tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt, thực hiện tốt các văn bản, nghị quyết các cấp về tín dụng chính sách một cách kịp thời và đạt kết quả cao trong công tác quản lý vốn chính sách của nhà nước tại địa phương. Song song, việc xây dựng kế hoạch nguồn vốn và phân bổ, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách được Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện kịp thời, công khai, phù hợp với nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương. Hàng năm, Quỹ ban nhân dân thành phố chỉ đạo hội, đoàn thể, nhà tổ tiết kiệm và gia vốn phối hợp với ban quản lý phường xã trong việc ra soát, bổ sung danh sách hộ gia đình đủ điều kiện gia vốn tín dụng chính sách theo quy định, nắm bắt nhu cầu vốn dài tại địa phương, phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội tổ chức ra soát đánh giá chất lượng hoạt động chính sách xã hội trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các tổ chức hội nhận quỹ thác xây dựng kế hoạch phân tích đánh giá các món dài đến hạn trong năm làm việc trực tiếp đối với hộ có lãi tồn động cao nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội đoàn thể là 217.650 triệu đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố, nợ quá hạn 1.686 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,77%. Bên cạnh những chuyển biến tích cực còn một số khó khăn tồn tại như việc theo dõi nợ đến hạn chưa được các xã, các đơn vị nhận ủy thác quan tâm xử lý. Tổ trưởng tổ tiết kiệm và gia vốn chưa chủ động phản ánh trực tiếp với ngân hàng những khó khăn vướng mắt nên việc xử lý nợ đến hạn còn chậm trễ, phải chuyển nợ quá hạn. Cụ thể quý 3 năm 2019, nợ quá hạn tăng 682 triệu đồng, trong đó chương trình hộ nghèo tăng 470 triệu đồng. Học sinh sinh viên dài 41,7 triệu đồng giải quyết việc làm tăng 19,6 triệu đồng, xuất khẩu lao động tăng 79 triệu đồng, sản xuất kinh doanh tăng 67,5 triệu đồng, chỉ tiêu quy động tiết kiệm của tổ chức cá nhân là 4.018 triệu đồng, 43,3% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ thu lãi tuy đạt 101,28%, nhưng ở một số chương trình vẫn còn lãi tồn động cao như chương trình học sinh sinh viên, nhà trả chậm. Nguyên nhân là chưa có giải pháp hiệu quả đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ khoanh và lãi tồn động bên cạnh đó số hộ không có ở địa phương nhiều đi làm ăn ở xa gây ít nhiều khó khăn cho việc thu nợ thu lãi công tác tuyên truyền còn hạn chế từ các tổ trưởng hội đoàn thể trong khâu tuyên truyền và việc quy động tiết kiệm chưa được quan tâm đúng mức do đó kết quả quy động tiết kiệm từ các tổ chức cá nhân chưa cao bên cạnh đó vốn tín dụng chính sách còn góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giảm tỷ lệ thất nghiệp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đóng góp vai trò quan trọng trong việc ổn định phát triển kinh tế xã hội ở địa phương Đến hình như địa bàn phường Vĩnh Mỹ, hiện toàn phường có 6 khóm, có 4.026 hộ và 14.746 nhân khẩu. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 90% tổng dân số của phường. Trong 5 năm qua, phường Vĩnh Mỹ luôn thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách hộ nghèo, hộ khó khăn. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt. Các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ. Hàng năm, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ kết hợp phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường nhằm tìm giải pháp giúp đỡ hộ nghèo dừng lên thoát nghèo, cải thiện từng bước nâng cao về đời sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố. Tăng cường và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, bảo vệ trẻ em và phụ nữ nghèo. Kết quả trong giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, doanh số cho dài hơn 34,4 tỷ đồng với gần 1.200 lượt hộ được tiếp cận nguồn vốn. Doanh số thu nợ hơn 17,3 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phủ hết các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn, gồm chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng dư nợ các chương trình chính sách đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 32,5 tỷ đồng với 1.126 hộ đang có dư nợ, chiếm 27,97% tổng số hộ trên địa bàn phường, tăng 16,7 tỷ đồng so với năm 2015, tăng 105,7%. Mức tăng trưởng của các chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bình quân mỗi năm đạt tăng trưởng từ 20% trở lên. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm qua từng năm, từ 3,88% năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 còn lại 1,34%. Chất lượng tín dụng chính sách ngày một nâng lên, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại phường cuối năm 2018 và cuối tháng 6 năm 2019 đều được xếp loại tốt. Từ năm 2016 đến nay, nguồn vốn đã giúp cho 967 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần giúp cho 110 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ từ 3,32% đầu năm 2016 xuống còn 0,53% vào cuối năm 2018, đã giải quyết việc làm cho 142 lao động tại địa phương, giúp trang trải chi phí học tập cho 96 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học cao đẳng, trung cấp và trường nghề. Đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp. Ngoài đó đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen trên địa bàn thông qua hoạt động tín dụng bằng xóa đói giảm nghèo của phường Vĩnh Mỹ, có điều kiện chuyển tải thông tin kịp thời cho nhân dân, giúp nhân dân hiểu được các chính sách tín dụng của Đảng và nhà nước và lồng ghép công tác cho vay với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư. Nhân dân được tiếp cận khoa học công nghệ, nhất là các công nghệ mới được giới thiệu, tiếp xúc các mô hình làm ăn hiệu quả, các điển hình vượt khó dừng lên làm giàu. Có thể nói các hoạt động tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Châu Đốc luôn diễn ra công khai minh bạch về nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn từ nguồn vốn dài chính sách ưu đãi các hộ nghèo cận nghèo và các đối tượng chính sách khác của thành phố đã có nguồn thu nhập ổn định phát triển sản xuất chăn nuôi cải thiện kinh tế gia đình và bên cạnh nguồn lực hỗ trợ trực tiếp giúp người dân thoát nghèo ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã giải ngân cho hàng triệu hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với cách làm như trên, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của đảng nhà nước trong việc quan tâm đến người nghèo, đối tượng chính sách, góp phần không nhỏ thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. thưa quý vị và các bạn ngành điện phối hợp với ngành chuyên môn đơn vị địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão hạn chế các rủi ro sự cố giảm thiệt hại khi có xảy ra tai nạn điện ngoài ý muốn đồng thời ngành điện triển khai khắc phục nhanh chóng các sự cố tránh ảnh hưởng đến việc cung cấp điện phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất đề cập nội dung trên mời quý vị và các bạn cùng nghe bài bảo đảm an toàn điện mùa mưa mùa mưa bão cộng với sự thay đổi của thời tiết thất thường luôn tiềm ẩn các nguy cơ cao xảy ra sự cố về điện việc đảm bảo an toàn điện luôn được ngành chủ quản địa phương quan tâm đặt lên hàng đầu nhiều giải pháp được ngành điện thực hiện trong đó việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân doanh nghiệp trong việc sử dụng điện an toàn hiệu quả được ngành điện chú trọng Trước khi mùa mưa bão đến, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp mà công ty điện lực đã đề ra, tuân thủ nghiêm quy trình quản lý, vận hành hệ thống lưới điện. Đơn vị tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, nhanh chóng khắc phục dứt điểm các khiếm khuyết lưới điện có khả năng đe dọa an toàn. Những vị trí có nguy cơ dòng lốc, vị trí sung yếu được nhân viên điện lực kiểm tra thường xuyên, tổ chức phát quang cây xanh bụi rậm tránh ảnh hưởng đến lưới điện, thay thế sửa chữa các đường dây trụ dẫn điện nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn bên cạnh đó tiến hành kiểm tra sao điện kế của người dân hỗ trợ người dân thay thế sửa chữa khi cần thiết đồng thời phối hợp với địa phương hội đoàn thể tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn hiệu quả tiết kiệm nhằm nâng cao ý thức trong vấn đề này ông nguyễn văn tình ngụ xã vĩnh châu chia sẻ Mỗi mùa mưa bão, tôi đều chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn cho gia đình. Theo sự hướng dẫn của địa phương, điện lực, gia đình tôi thường xuyên kiểm tra lại toàn bộ đường dây dẫn điện, các thiết bị trong nhà. Phát hiện thiết bị hư hỏng, rò rỉ có nguy cơ gây tai nạn, gia đình sẽ thay thế ngay. Gia đình còn lắp thêm cầu dao chống giật sau điện kế nhằm đề phòng những sự cố tai nạn điện có thể xảy ra. Theo dõi mấy vụ việc tai nạn điện qua các phương tiện thông tin đại chúng, Vấn đề an toàn điện bây giờ, người dân nhận thức cao, không còn chủ quan lơ là như trước. Ngoài ra, nhân viên điện lực cũng có mặt nhanh chóng xử lý các sự cố khi người dân phản ánh. Điều này tăng thêm sự an tâm cho gia đình và người dân trong khu vực. An toàn điện mùa mưa bão luôn được điện lực chú trọng, không chỉ triển khai các giải pháp chuyên môn, điện lực còn phối hợp với địa phương, hội, đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng, cảnh báo người dân chú ý an toàn khi dùng điện. Bà Trần Thị Hằng, ngụ phường cho Phú B cho rằng, những thứ rõ an toàn điện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống nên chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của ngành điện về sử dụng điện an toàn. Gia đình cũng đã thay thế đường dây dẫn trụ điện và lắp đặt cầu dao chống giật để phòng tránh sự cố. Đồng thời thông qua việc tuyên truyền khuyến cáo của ngành điện, chúng tôi biết thêm các giải pháp nếu có sự cố về điện nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trước khi mùa mưa bão bắt đầu, các công tác khắc phục khiếm khuyết lưới điện đều được ngành điện lực hoàn thành trong mùa mưa bão phải có các giải pháp để chủ động xử lý các tình huống xảy ra nhằm đảm bảo nhanh chóng cung cấp điện, phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân doanh nghiệp. Ví dụ như đợt dông lốc mới đây, địa bàn xảy ra sự cố làm đổ trụ, đứt đường dây dẫn, đe dọa an toàn rất cao. Ngay khi tiếp cận thông tin, điện lực đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý tình huống. Các nhân viên điện lực đã phải làm việc ban đêm để sớm cấp điện trở lại, tránh ảnh hưởng đến công việc chung hiện nay đang mùa mưa bão nên yếu tố an toàn điện được ngành quan tâm chú trọng nhiều giải pháp đã được đơn vị triển khai trước trong và sau mỗi mùa mưa bão nhằm đảm bảo vận hành lưới điện ổn định an toàn và phòng tránh các tai nạn điện cho người dân theo đó, đơn vị tăng cường phát quan cây cối, xử lý ngay những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện. Đặc biệt là tại các vị trí sung yếu, các cột điện ở bờ sông, các đường dây cắt ngang sông, rạch và các đường dây mới đưa vào vận hành. Phối hợp chính quyền địa phương và người dân chung tay kiểm tra, rà soát và gia cố, chằng néo bản quảng cáo, nhà tôn, máy bạc, che, anten song song đó điện lực đã lập phương án ứng phó thực hiện phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ và nguyên tắc ba sẵn sàng chủ động phòng tránh đối phó kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nếu có tình huống bất ngờ sẽ bảo đảm tái lập điện phục vụ sản xuất sinh hoạt của khách hàng trong thời gian sớm nhất ngành điện lực khuyến cáo người dân khách hàng hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện, phối hợp với điện lực để việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Dù ngành điện hay địa phương chủ động trong công tác đảm bảo an toàn điện, nhưng những diễn biến bất ngờ của thời tiết như dòng lốc xoáy luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố về điện. Điều này không chỉ gây thiệt hại riêng cho ngành điện mà còn gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Thiết nghĩ những người sử dụng điện cần tuân thủ nghiêm các quy định, chủ động các giải pháp an toàn điện để bảo vệ bản thân cũng như gia đình, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Khi gặp bất cứ sự cố nào về điện hoặc nguy cơ gây ra sự cố về điện, khách hàng cần gọi ngay 1900 1006 hoặc 1900 9000 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt